Khi còn nhỏ, mỗi đầu năm học mới, bố mẹ thường đưa tôi đi mua sách vở, dụng cụ học tập và may đồng phục mới. Tôi thích nhất khi nắn nót viết tên mình lên trên nhãn của từng cuốn sách, cuốn vở. Mẹ thường nói với tôi rằng đó là khi những giấc mơ nhỏ mang tên tôi được bắt đầu. Và tôi tin bạn trẻ nào biết ước mơ cũng sẽ thích viết tên mình lên nhãn sách vở. Cảm giác ấy giống như một niềm tự hào, xen lẫn niềm hạnh phúc. Có một câu nói trong cuốn sách ưa thích đã đưa tôi qua những ngày thơ ấu. Hạnh phúc thật sự là khi đem niềm hạnh phúc ấy chia sẻ đến những người khác. Và khi lựa chọn trở thành một nhà giáo, tôi đã lựa chọn mang tri thức của mình, gieo mầm hạnh phúc vào trái tim những đứa trẻ. Chúng ta thường nói với nhau, tương lai của các em nhỏ bắt đầu bằng những trang sách mới. Thế nhưng, trước khi chạm tay đến ước mơ của mình, các em sẽ phải bước qua những chặng đường dài đầy khó khăn phía trước. Nhìn những ánh mắt trong trẻo, nụ cười ngây thơ của các em, dưới con mắt của nhà giáo dẫu nghỉ hưu, tôi luôn tự hỏi mình có thể làm gì để chắp cánh cho những giấc mơ ấy bên cạnh những trang sách của tri thức. Và tôi nhận ra trước hết cần thay đổi chính mình, cần miệt mài tìm tòi, nỗ lực cập nhật những tiến bộ mới nhất. Không chỉ còn là hình ảnh nhà giáo cho các tiết học trên lớp, tôi trở thành người bạn đồng hành thực sự của các em, cả trong và sau giờ học. Sự gắn bó ấy nhờ có những ứng dụng công nghệ mà tôi đang áp dụng. Đó sẽ là công cụ giúp tôi hiện thực hóa giấc mơ của bản thân, giúp những em học sinh trên mọi miền đất nước được đến gần hơn và chạm tới ước mơ của mình.